Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy Di Đẩy và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series The Chuyện Dynamon World phần 1.6.73 nha anh em. Link tải sẽ để phía dưới phần mô tả phần comment dành cho anh em nhé, ở phần modgame2.com ha. Và anh em mình có lập một cái gọi là TikTok mang tên là Gấu Đẹp Trai Review, review rất là nhiều sản phẩm hay ho. Ví dụ như hôm qua mình vừa mua Luffy Gear 4, đấy. Công men kia nhỉ, kinh công gắn anh em ạ. Xời, cho cùng xem nhé. Nhìn nó khá là hay, anh em có thể cho mình một like, một follow cái link của cái nick TikTok này, mình sẽ để phía dưới phần mô tả phần comment nhé. Cái bộ này chỉ có hơn 100k thôi và nó rất là đẹp anh em. Đây nó to 25 cm, úi to không, nhìn được phết chứ nhờ anh em. Chiến đét. Ok, tôi sẽ quay trở lại với map nha anh em. Bây giờ làm gì tiếp thì làm thôi. Có rất là nhiều thứ để tôi làm. Arena, Water Temple, còn mấy con cho lên nốt đây anh em. Còn con nồi này cho lên nốt ở đấy đi. Hydrons có thể cho lên level 25 được. Con này tiến hóa mình chưa giờ nhìn thấy con Hydrons tiến hóa bao giờ nhé, đúng không? Mình chưa có một con nước nào mà là tiến hóa được như thế đâu, đúng không? Chính xác là chưa có, chưa có anh em. Chúng ta sẽ mang một con nó vừa vừa tầm sức thôi anh em ạ. Con nào khỏe đấy. Mấy con này nó khỏe quá. Zomos đi. Mang tạm thôi. Để đi bắt con nó ở đâu? Nó ở Water Temple mất. Water Temple có con này không? No, không có luôn. Thế cho ăn lên, ấn vào shop đi anh em. Mua nhiều cái này tí là được. Đấy, level up cái snack luôn. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10. 11. 12. 13. 14 này. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Đó, ok anh em. Chắc là mình nghĩ là level 25 nó sẽ đủ tiến hóa rồi anh em ạ, không cần nhiều đâu. Mình sẽ kéo sang đây nhé. Có thể là Hydrons lên. Attack, Defense, Aiming tất cả đều được nâng cấp lên, rất là mạnh đấy anh em. Rồi, Burst. Ok anh em. Hydron nâng cấp lên nào. Mình đang cố gắng nâng cấp cái con Hydron lên. Level 25 à? Ice Saber. Nói chung là nhiều phết nhỉ. Nhiều thứ để anh em có thể thoải mái tha hồ mà lựa chọn. Kiểu gì cũng sẽ có. Ok. Hydrons. Attack, Defense. Nói chung là đủ cả. Tentacle Grip. Level up lên à. Ok anh em, thì tôi kéo cái bên này sang. Con này level 25 sẽ tiến hóa anh em ạ. Hiện tại thì chưa. Ok. Bây giờ mình sẽ nâng cấp nó lên. Level up. Lên nào. Level up lên rồi anh em. Level up. Đấy. Blizzard. Cái từ chơi Blizzard anh em. Blizzard. Ok anh em. Level 25 thôi là nó sẽ tiến hóa rồi.
chúng ta chỉ cần level level 25 thôi là nó sẽ tiến hóa. Hai mươi lăm anh em nhé, chúng ta sẽ lên level 25 là sẽ ổn rồi. Ok, 25 chưa? Đây, level 25 này anh em. Chúng ta sẽ Evolution. Rồi, chúng ta sẽ... Ui, con này có tiến hóa level 40 được anh em ạ. Đẹp đấy. Nhưng mà level 25 thì mình cũng rất là chất luôn anh em ạ. Trông chất phết nhỉ. Con Tentapos này, thôi rồi, để tiện đánh đi. Bây giờ mình vào mình đấm nhau á. Đã thì đấm nhau ở trong cái này quá. Heal spray, mua thêm một ít. Ờ, cẩn thận nhá, chúng ta đang để cái team gọi là yếu hơn hơi yếu ấy nhá. Bunkerberry focus, cái này sẽ random này. Rồi roots này. Cái skin ken này mình nghĩ mình mua nhiều này. Cột nước à? Cột nước ngon. Duck beam à? Không thích lắm. Có cái cột nước hoặc là giảm giáp anh em ạ. Tôi thích cái giảm giáp á. Không thích cái lửa tí nào. Đấy. Lửa thì én đấy anh em. Cái này nó sẽ random anh em ạ. Cái giảm công kìa. Rainbow à, cầu vồng à. Nó toàn chiêu nước nhỉ. Skin can. Bây giờ nó không bán theo từng cái skin nữa nhỉ. Mà nó sẽ là random skin anh em ạ. Mình lấy được mấy cái chiêu mà giảm giáp thì ngon nữa. Chẳng có giảm giáp gì cả nhỉ. Fuck, đây rồi, giảm giáp rồi. Giảm giáp, bao giờ hết chiêu giảm giáp đấy. Lắm chiêu giảm giáp lắm anh em ạ. Giảm giáp cả một đống. Đấy. Đấm nhau cần nhiều chiêu giảm giáp là nó toang ngay mà anh em. Mà giảm giáp thì nó lại tăng giáp. Thì nó cũng thế à. Nhưng mà nó sẽ mất một lượng máu đi. Rồi anh em ơi. Arena event có chưa? May nhá. May nhá. Thật sự là may ấy, không tí hay toàn. Chính ra là để con dua mốc kia vào đánh thì cũng ổn ổn đấy chứ. Nếu mà đánh. Nếu mà để đánh thì cũng ổn đấy chứ. Không có nói là tệ lắm đâu nhá. Hello. Hello baby. Cho có giảm giáp, tăng giáp, crystal. Chiêu này không ăn thua. Tăng giáp, tăng lắm tăng giáp thế. Winter chill bây giờ rồi, ngon rồi. Giảm công anh em ạ. Đầu tiên mình tăng công trước. Con này gần như mắc công hay sao phải không? Hơi phí à, ok. Winter chill, ốm luôn ạ, ngon. Có giảm giáp rồi. Hay rồi. Còn Fuse, khả năng em mình bị giảm nhé anh em. Xích ốm à. Avalanche, choáng phết nhờ. Shockwave, nó hút máu ạ. Vẫn bị ốm mà cứng. Giảm giáp thần trưởng. Nó sẽ tăng giáp mà. Poison Bite. Ghê phết nhờ. Con nào có chiêu đây rồi. Đây rồi bạn ơi. Tăng công mình trước. Mắc công. Đấm cho nó thốn nào. Avalanche. Úi xôi ôi đấm. Sợ thật. Sợ một cách thật sự. Halter. No. Ôi con này đép cùi thế. Con này đép cùi quá. Con này ốm mé à. Nhưng nó có giảm giáp anh em ạ. Mà công nó rất là khỏe ha. Rồi ok anh em. Avalanche. Trời ơi, sắp chết rồi cưng ơi. Bây giờ mình đấm kiểu gì nó hồi máu. Một là hồi máu. Chắc là hồi máu thôi. Chạy rồi. Chạy. Ô, con này giáp bị giảm rồi. Con này giáp bị giảm rồi anh em ơi. Con này giáp giảm này. Con này giáp nó vẫn ở mức độ bình thường à. Winter chill trước. Vãi cả nồi.
con kia phải tăng giáp lên. Question 7. Con này giáp đang rất là yếu anh em ơi. Con này có chiêu gì mạnh không? Con này chẳng có chiêu quá gì mạnh cả. Con này sao? Con này cũng không. Con này thôi anh em ạ. Aragonish. Giết nào anh em ơi. Có một chiêu này. Icebot. Ok. Quá đơn giản. Giảm giáp tiếp à? Giảm giáp tiếp mọi người anh em. Cái này sẽ Winter Chill à? À không, cái này là Strix. Cái này là chói rồi đấm nữa anh em ạ. Static Shock. Mày đánh thoải mái bạn ơi. Tao mày đánh nhau thế. Cường. Con này giáp còn đỡ hơn bọn kia. Bọn kia giáp đang hơi cùi. À, bị ốm rồi. Retrain. Tăng thủ à? Cái chiêu thật sự là khốn nạn thật sự luôn. Chiêu gì nữa không nhỉ? Chúng ta sẽ có tăng Def. Cái tăng Def. Hai Dragons, tăng Death và Winter Chill. Tăng Death thôi, thủ đang yếu. Sắp vào chiêu nữa. Lửa. Volcano. Ok. Ok, let's go. Hai con này thì nó đang bị ốm. Ốm. Con nào không bị ấy. Đừng chịu thua nhá. Ôi trời, đã xong thùng chiếu. Quên mất, tôi quên mất. Freelancer bây giờ là giảm giáp các kiểu có đà điều xuống hoặc như thế nào đấy thôi. Mình lấy mấy cái chiêu khả năng là giảm giáp nó xuống. Mình đang thích mấy cái chiêu đấy. Có này cộng nó cao mà anh em. Phá giáp rồi anh em ơi, mục tiêu phá giáp rồi. Máu xuống cũng được, tại vì để nghĩa mình sử dụng chiêu cột lửa ấy, cột nước ấy. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Chạy ngay đi. Có thể thủ cao này. Con điện là một trong những con khó nhằn chơi với nó đấy, không dễ đâu. Start it up. Tăng thủ lên anh em, mình xoắn này, xoắn nồi. Ấm luôn. Đi fan tăng. Đánh thoải mái đi cưng. Giảm giáp à? Chiêu giảm giáp mình không có chiêu ấy. Hyper Beam à? Hurricane. Giảm công. Giảm công có cái tác dụng gì đâu. Ở đây có giảm công này. Đây có giảm công. Và chúng ta vẫn chơi đấm giảm giáp. Công bọn này vẫn rất cao anh em. Nó đang cao quá. Chúng ta chưa có chiêu rồi. Mệt rồi. Thật là hơi mệt. Con này đang thủ đang căng đang mạnh. Thủ đang rất mạnh. À, bắt chiếc anh em. Giảm tí nhỉ. Yeah. Nào. Tôi bị độc. What the fuck man? And flame. Phải nồi. Chạy thôi. Chạy thôi bạn. Đợi làm gì? Có phải tăng thêm thủ à? Tăng thêm thủ hoặc là dùng dây chói á. Dây chói nó khiến nó gây độc á. Không gây độc. Cái gì? Con kia phải có chiêu cơ. Đúng không? Con kia không có chiêu thì đánh kiểu gì? Chúng ta sẽ búp chiêu cho con này. Nó đang bị ốm nặng quá nhỉ. Yeah. Sử cái này đi. Máu đang thấp. Để sẵn đây. Đĩa chỉ việc đấm rồi ha. Chẳng có chiêu gì cả nhỉ. Glacionic. Thôi. Tăng thủ lên. Chẳng có cái chiêu quái gì cơ. Thôi tăng thủ lên cho đỡ chết.
Ai, đang có sắp có chiêu ấy này. Hostel. Con này không có chiêu gì. Con hai dragon này đang không có chiêu gì. Winter chiêu giảm công xuống đi. Công nó khỏe quá. Chết rồi. Có hit toang. Endurance. Chạy thôi anh em. Chạy. Có chiêu gì để có thể phá được cái này của nó không? Giảm giáp xuống tiếp. Defense đang rất thấp nha anh em, có khi một đòn chết luôn mất. Tao gọi Endurance, tiếp phát tôi có Endurance nữa, liệu có chết không nhỉ? Hurricanes. Ok, anh em cứ từ từ để... Mình phải lừa nó anh em ạ, chúng ta phải lừa nó, ha. Đừng vội. Hãy lừa nó đã. Quả đấy mà có ấy thì ngon ha, nó hồi máu đấy. Jeez. Ồ, nó chết rồi đấy anh em. Đảm bảo nó sẽ chết luôn đấy, mà chẳng cần phải ấy luôn. Cái này hồi máu lên. Cho đợi chết đã. Quá tèo, quá là kém. Xin thua đi. Quay được mình. Tuổi. Tuổi gì? Winner rồi anh em ơi. Dễ quá nhỉ. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em.